Anh bảy lần anh làm việc với Ấn Độ và làm việc với Việt Nam. Thầy ấy có suy nghĩ gì khi mà Việt Nam và Mỹ có cái trao đổi rất là hay về vấn đề công nghệ? Con thưa cụ là thế này, Ấn Độ với Việt Nam thì là hai nước đang phát triển. Có thể là về cái mặt công nghiệp công nghiệp ấy, thì Ấn Độ nó phát triển hơn Việt Nam một tí, nhưng đều hai nước này đều quan tâm đến cái công nghệ cao và cái nguồn vốn đầu tư của phương Tây. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì cụ đặt ra cái vấn đề là cả Ấn Độ và Trung Quốc, à cả Ấn Độ và Việt Nam không đủ khả năng đương đầu với Trung Quốc và không muốn đối đầu với Trung Quốc, vì việc này là đúng. Quan tâm đến công nghệ nhưng không để, thì đương nhiên là người Việt Nam với cái ngoại giao đa phương và độc lập của mình ấy, thì không bao giờ muốn đương đầu với ai cả, là đúng. Mà cái sự thực bây giờ nó diễn ra, đang diễn ra trên thế giới ấy, thì cho thấy một cái điều là người Mỹ không dám đương đầu với người Trung Quốc, đấy là một. Cái thứ hai là người Mỹ đã biết thân biết phận mình ở trong một cái thế giới đa cực. Đấy. Và phải nói là cái xu thế này là hình thành thì không thể, nó là tất yếu rồi, thì nó sẽ là đa cực chứ không thể nó dừng lại được. Thế thì quan trọng là bây giờ là người Việt Nam và người Ấn Độ có thích thế giới đa cực không? Báo cáo cụ là có thế giới đa cực và người Việt Nam rất thích cái điều đó. Đấy, vậy thì cái ưu tiên chiến lược của người Việt Nam trong cái mối quan hệ với Mỹ là cái gì? Phải củng cố cái nền tảng kinh tế, củng cố cái nền tảng kinh tế và không loại trừ và cả quân sự nữa, đúng không ạ? Nền tảng kinh tế, nền tảng quân sự phải được củng cố, phải được phát triển thật mạnh lên. Nhưng mà điều này không có nghĩa là phải liên minh với Mỹ để mà chống lại một ông láng giềng khổng lồ. Điều này thì người ta phải hết sức tránh. Đấy. Cho nên là Chính xác rồi thầy. ở cái khía cạnh nào đó thì là ở khía cạnh nào đó thì người Mỹ sẽ luôn luôn thấy bây giờ dư luận ở Mỹ hết lên về cái vấn đề là cái phi đội máy bay F-16 đấy. Tôi tin rằng người Việt Nam chỉ mua để mà mua thôi. Mua thôi. Chứ còn mua máy bay F-16 lại phải đi theo những cái điều kiện của người Mỹ khi mà sử dụng, khi vận hành, rồi điều kiện này, điều kiện kia ấy. Nó cũng rất là khó và nó phức tạp. Ở cái chỗ này ấy, thì bắt đầu là chuyên gia thổi phồng, chuyên gia kích động. Để người Trung Quốc cũng phải lên tiếng rồi đấy. À. Tôi e rằng ở cái chỗ này ấy, thì người Mỹ chưa hiểu. Có thể họ cũng hơi ảo tưởng một tí, họ không hiểu người Việt Nam hay sao ấy. Mở cửa phải không? À rồi, ok, chào bằng Trần. Chào bằng Trần. À thế xin lỗi, thế thì trả lời nốt cái cụ này là gì. Tiếp đi, tiếp đi. Người Mỹ có thể, đây là theo cảm quan riêng của bên ải đấy, họ có thể là họ không hiểu lắm về người Việt Nam trong cái mối quan hệ với các ông lớn, không hiểu mối quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc nó phức tạp đến mức độ nào, và cái mối quan hệ của người Việt Nam với người Nga nó sâu đến mức độ nào. Đấy. Mối quan hệ giữa Việt Nam với Nga ấy, làm Trung Quốc cũng rất là khó chịu trong cái vấn đề buôn bán vũ khí, chứ đừng có nói đến mối quan hệ với Mỹ. Đấy. Thế cho nên là đi theo cái hướng ấy thì bây giờ ấy, ngoại giao đa phương, đúng không? Và người Việt Nam luôn luôn khẳng định rằng là gì? Quan hệ với Trung Quốc thì là một cái ưu tiên chiến lược hàng đầu. Trong cái chính sách đối ngoại là đầy cái tính độc lập và đa dạng của mình, người Việt Nam luôn luôn khẳng định cái điều đấy. Thế còn là
cái việc là người Mỹ bảo là giúp đỡ Việt Nam rồi bán máy bay đã qua sử dụng hoặc chưa qua sử dụng cho Việt Nam với cách ưu đãi, thì rõ ràng là người ta nếu mà đi theo các điều kiện của người ta để dùng ấy thì người ta vẫn là tìm một cái kiểu gì thì kiểu người ta cũng giành một cái chỗ đứng mới trong khu vực. Một là người ta là giành được cái một cái khách hàng rất là lớn từ tay người Nga đấy, ví dụ như thế. Cái thứ hai nữa là với những cái điều kiện về chính trị như yêu cầu sử dụng cái lực lượng không quân của Việt Nam như thế nào đấy, thì nhà cháu tin chắc rằng lãnh đạo của đất nước Việt Nam mình hoàn toàn tỉnh táo, cân nhắc được những cái gì có lợi nhất. Bây giờ trong trong cái mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với ba ông lớn này, chọn lẽ phải thì không, như là không chọn bên, nhưng đối với những cái vấn đề như phát triển kinh tế như thế nào đấy thì phải chọn những cái gì có lợi nhất cho mình, chứ không bao giờ chọn cái vấn đề là liên minh liên kết hay là làm những cái việc có hại cho láng giềng. Bảo vệ mình là trước đấy chứ, phải không? Ok. Mời mời mời